Lan, con về đây à? Thế mà không thấy điện gì về báo cho mẹ biết. Con gọi về mấy lần mà không thấy ai nhấc máy cả. Con đoán là mẹ lại bận ra đồng. À, thôi chết. Mẹ quên mất là cái điện thoại bàn bị hỏng rồi con ạ. Mẹ cũng chả biết đi sửa ở đâu, nên cứ để đấy. Thế hả mẹ? Nó hỏng đúng lúc thế. Con cũng đoán vậy nên mua cho mẹ cái mới này. Tèn tèn, đây là quà con gái tặng mẹ ạ. À, cái này, đây là điện thoại smartphone đấy mẹ. Giờ ai cũng dùng loại này hết. Để lát nữa con hướng dẫn cho mẹ nha. Điện thoại này rất tiện, nếu sử dụng thuần thục, sau này mỗi lần gọi cho con, mẹ đều thấy con gái trước mặt luôn đấy. Trời ơi, cái này chắc là đắt tiền lắm hả con? Sao lại mua cho mẹ làm gì? Mẹ sửa lại điện thoại bàn để dùng cũng được mà. Con gái lớn rồi, cũng phải lo tích góp tiền mà lấy chồng chứ. Còn lâu con mới lấy chồng. Mẹ đừng lo, con gái mẹ cũng kiếm được tiền mà. Với lại dùng cái này tiện hơn nhiều mẹ ạ. Dù mẹ đi đâu thì cũng có thể gọi điện và nghe điện được ạ. Nhưng mẹ sợ khó sử dụng. Con sẽ hướng dẫn cho mẹ mà, dễ lắm, rồi mẹ sẽ thạo thôi. Lần sau đừng có bày vẽ mua mấy thứ này nhé, tốn kém ra. Lan ơi, hôm qua con bảo mẹ là ấn vào đây, xong như thế nào nữa hả con? Giờ mẹ lại quên mất rồi. Mẹ ơi, con nói đến lần thứ ba rồi đấy. Mẹ ấn vào đây nữa, xong ấn mật khẩu là được. Thế còn gọi cho con thì mẹ ấn vào chỗ nào? Mẹ à, con phải nói với mẹ chuyện này. Đợt tới công ty điều chuyển con vào Nam làm, là một vị trí mới quan trọng hơn. Đây là một cơ hội hy hữu mà ít ai có được. Con vào làm tận trong Nam ư? Thế thì bao giờ mới về nhà với mẹ được? Hay là con không đồng ý đi, có được không? Mẹ, con không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Biết là không thể về nhà với mẹ, nên con đã mua cho mẹ chiếc điện thoại để mẹ con mình tiện liên lạc. Trong thời gian quyết định này, con cần tập trung tuyệt đối để rút ngắn cơ hội thăng tiến lại. Nhà chỉ có hai mẹ con, giờ con lại đi làm xa như thế, chẳng biết khi nào mới về nhà được. Mẹ, con chỉ đi một năm thử thách thôi, năm sau con lại chuyển ra ngoài này mẹ ạ. Mẹ ủng hộ cho con gái nhé. Tất cả cũng vì tương lai hai mẹ con mình. Sau này có điều kiện, con sẽ mua nhà trên thành phố rồi đón mẹ ra ở cùng con. Việc con phải đi để tìm cơ hội thăng tiến cũng tốt, nhưng con ở xa như vậy, mẹ vừa lo lại vừa nhớ con lắm. Thì mẹ con mình chỉ cố gắng một thời gian thôi mà. Vậy con cố gắng mỗi tháng về với mẹ một lần, có được không? Đường xa, với lại con ra bằng máy bay, chắc sẽ tốn kém lắm mẹ ạ. Ừ nhỉ. Con nhà chú Bình hàng xóm đấy, mỗi lần bay ra là mất đến vài triệu bạc. Thế thôi, con cứ ở trong đó lo làm ăn, cuối năm bay về với mẹ là được rồi. Tranh thủ con ở nhà, con sẽ hướng dẫn mẹ sử dụng điện thoại nhé. Ừ, con hướng dẫn lại cho mẹ đi. Nên con hướng dẫn cho mẹ nốt lần này thôi đấy. Mẹ mà không cố nhớ thì không liên lạc được với con đâu. Ừ, khó thật đấy, nhưng mẹ sẽ cố nhớ. Mẹ, con đi đây. Ngày kia là bay rồi, có gì con sẽ liên lạc về mẹ nhé. Ừ, nhớ ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc. Mẹ có để cả lọ mật ong vào túi con rồi đấy. Nếu ho hắng thì lấy ra dùng, đừng hơi một tí lại uống thuốc tây, không tốt đâu. Với lại
nhớ gọi về cho mẹ thường xuyên nha. Con biết rồi, con có còn bé nữa đâu mà mẹ cứ dặn đi dặn lại thế. Mẹ dặn cũng có thừa đâu. Còn nữa, mẹ làm cả ít muối vừng đấy, mẹ cũng để trong túi của con cả rồi. Trời ơi, sao mẹ bắt con mang lắm thứ thế? Những thứ đó ở thành phố cũng không thiếu đâu mẹ ạ. Mẹ biết, nhưng đây toàn là đồ của nhà làm, vẫn yên tâm hơn con ạ. Với lại có ít gừng tươi mẹ mới đào ngoài vườn. Trời ơi, bảo sao mà con thấy đồ nặng thế? Hóa ra là mẹ lại nhét đủ thứ vào trong như mọi lần. Mang đi, lúc cần còn có cái mà dùng chứ. Thôi, con đi đi. Nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đúng giờ vào, không là hại dạ dày đấy. Vâng ạ, con đi đây. Mẹ ạ, con chuẩn bị bay rồi. Mẹ ở nhà giữ sức khỏe ạ. Mẹ nói sao cơ? Mẹ định gọi mà không nhớ cách gọi cho con hả? Trời ơi, con đã hướng dẫn như thế rồi, còn nói nốt lần này thôi nhé. Chị ơi, tới lượt chị rồi ạ. Có thế mà nói mãi không nhớ. Thật uổng công con đã mua chiếc điện thoại tặng mẹ. Con bận rồi, không nói lại được nữa đâu. Con phải lên máy bay đây. Một tháng sau. Đã gần một tháng rồi, không có tin tức gì của cái Lan. Sao mình lại không nhớ cái mã số để mở máy cơ chứ? Chắc con bé giận mình lắm nên cũng không gọi về. Giờ làm cách gì để mẹ được thấy con gái đây? Từ hôm vào đây, ngày nào cũng bận tối mắt, hôm nay mới có thể dọn được đống sách này. Cuốn vở tập viết của mình, sao nó lại ở đây chứ? À, chắc là lẫn trong đống sách của mình, nên mình vơ cả nó vào vali đây mà. Mình tưởng là mình đã vứt nó đi từ lâu rồi chứ. Mẹ! Con không nhớ đây là chữ gì. Lan à, ngày mai con tới lớp và hỏi lại cô giáo nhé. Dần dần rồi con sẽ thuộc hết bảng chữ cái thôi, đừng lo lắng. Gần hết một học kỳ rồi, các bạn đều biết đánh vần rồi, chỉ có con là không nhớ nổi bảng chữ cái thôi. Con không đi học nữa đâu mẹ ơi, con xấu hổ lắm. Thôi nào, nín đi, mẹ sẽ dạy cho con. Mẹ dạy liền cho con nhé. Ừ, nhưng để một tuần nữa mẹ sẽ dạy cho con nhé. Bây giờ mẹ rất bận, đang vào vụ mùa mà không thu hoạch kịp thì hỏng hết lúa con ạ. Lan ơi, con ăn cơm trước đi nhé, mẹ đi đây một lát rồi về ăn sau. Mẹ đi đâu ạ? Mẹ đi lấy hạt giống ở xã bên. Mẹ làm gì thế nhỉ? Mấy tối nay đều trong đèn viết lách, chả chịu vào ngủ với mình gì cả. Mưa gió thế này,
mà mẹ vẫn chưa về. Tối nào cũng đi đâu cơ chứ? Lan ơi, mẹ về này. Mẹ đi đâu mà hôm nào cũng về muộn thế ạ? À? Mẹ có lạnh không? Mẹ đi có chút việc thôi, mẹ không sao đâu. Thôi chết, ướt hết vỡ rồi. Vỡ gì thế hả mẹ? À không, không. Lan này, từ mai mẹ rảnh hơn rồi, mẹ sẽ dạy chữ cho con nhé. Thật hả mẹ? Liệu con có thể nhanh biết đọc như các bạn không? Tất nhiên rồi, mẹ con mình cùng nhau học nhé. Mẹ sẽ đồng hành cùng con cho tới khi nào con biết đọc thông viết thạo thì thôi. Nhưng tại sao không phải hôm nay học luôn hả mẹ? Tối nay mẹ bận soi trứng gà để mai mang ra chợ bán, nên từ tối mai mẹ con mình sẽ cùng học. Vâng ạ. À, á, ớ, bờ. Mẹ học bảng chữ cái giống con ạ. Lan, mẹ... mẹ... à, thật ra là hồi mẹ còn nhỏ, nhà ông bà ngoại con quá nghèo nên mẹ không được đi học. Mẹ không biết chữ nên... Mẹ đi học chữ để dạy lại cho con phải không? Mẹ không thể để con bỏ học giống mẹ được. Ở xã bên có lớp học xóa mù chữ cho người lớn, mẹ quyết phải đi học để về dạy lại cho con. Một tuần nay mẹ đã sắp thuộc bảng chữ cái rồi này. Mẹ, chỉ tại con học chậm quá mà mẹ phải vất vả. Không sao đâu, cũng là cơ hội để mẹ biết thêm con chữ với người ta mà. Mẹ ôn nốt tối nay là thạo bảng chữ cái, từ mai mẹ sẽ dạy lại cho con nhé. A, bờ. À, sao đầu mẹ bỗng đau thế nhỉ? Tay mẹ nóng quá. Trời ơi, mẹ ốm rồi. Chắc tại cơn mưa đêm qua. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ tỉnh lại rồi. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ không sao rồi. Mẹ làm con lo quá. May mà có bà Ngọ ở bên cạnh sang giúp. Mẹ ơi, vì giúp con có thể học được bảng chữ cái mà mẹ đã vất vả như thế. Cái con bé này tí tuổi mà cứ như bà cụ ấy. Mẹ chỉ mệt chút thôi, mẹ khỏe rồi. Tối nay hai mẹ con ta lại có thể cùng học bảng chữ cái được rồi. Có mẹ học cùng, con học nhanh hơn hẳn mẹ ạ. Vậy à, thế thì tốt quá. Sau này mẹ cũng sẽ học thêm cả các môn học khác để có thể đồng hành cùng con nhé. Mẹ thật tuyệt vời. Sau này khi con lớn lên, mẹ đã già, con hứa sẽ chăm sóc và tận tình chỉ cho mẹ tất cả những gì con biết mẹ nhé. Mẹ con mình nhéo tay nào. Con đã về đây. Con xin lỗi mẹ. Lan, trời ơi, con đã về thật rồi. Mẹ đang tính gọi điện cho con. Mẹ đã biết gọi điện rồi. Mẹ cứ tưởng phải cuối năm con mới về cơ đấy. Con nhớ mẹ quá, nên được nghỉ vài ngày là phải nhào về với mẹ luôn. Mẹ, sao mẹ dán nhiều tờ giấy nhớ lên tường thế này? Mẹ nhờ chú Tuấn bên hàng xóm hướng dẫn đấy. Mỗi lần hỏi xong, mẹ sợ quên, lại ghi vào tờ giấy. Tuổi già rồi, chẳng còn minh mẫn nữa.
cũng may có mấy tờ ghi chú này. Mẹ ơi, giờ con sẽ ở nhà thật lâu. Con sẽ hướng dẫn mẹ tới khi nào mẹ sử dụng thảo thì thôi. Con hứa với mẹ, hai mẹ con mình ngoéo tay nhé. Thật hả? Thế thì còn gì bằng con gái của mẹ. Hoàng tử, nhà hiền triết và con ngựa gỗ mun. Ngày xưa, ở vương quốc Siri có một đức vua là bậc chúa tể hùng cường và quyền lực vô song. Thánh Ala đã cho ngài hai cô con gái đẹp hơn cả trăng rằm và tỏa hương thơm ngát hơn mọi loài hoa, và một cậu con trai khôi ngô tuấn tú lạ thường. Dạ thưa đức vua, có ba nhà hiền triết muốn vào được gặp người. Họ nghe danh tiếng của đức vua lừng lẫy nên muốn được đến bày tỏ chút thỉnh tình. Cho vào đi. Người thứ nhất dâng ngài một con công bằng vàng, người thứ hai dâng một chiếc tù và bằng đồng, còn người thứ ba dâng một con ngựa làm bằng ngà voi và gỗ mun. Thưa đức vua cao quý, chúng thần có chút quà nhỏ muốn được dâng lên ngài để thể hiện lòng tôn kính. Vương quốc Siri này lớn mạnh là nhờ tài cai trị anh minh của người. Thần cũng vậy thưa bệ hạ, thần xin dâng lên người bảo vật hiếm có nhất trần gian. Bảo vật của các ngài làm sao mà so với tôi được cơ chứ? Của tôi mới gọi là bảo vật ngàn năm có một không hai mà thôi. Tấm lòng của các ngươi ta ghi nhận, nhưng cái thứ này để làm gì? Các nhà hiền triết hãy nói cho ta biết. Tâu đức vua, lợi ích của con công này ở chỗ cứ mỗi giờ bất kể ngày hay đêm, nó đều vỗ cánh và đo tính thời gian đúng từng khắc một. Chà, thưa phụ vương, hẳn là một báu vật quý giá, một con công thần biết tính thời gian. Quả là hôm nay con có được cơ hội được mở mang tầm mắt. Đúng vậy, thật là một món đồ vật ai cũng ao ước được sở hữu. Tâu đức vua, nếu như ngài gắn chiếc tù già này lên cổng thành thì nó có thể thay thế người lính gác tinh anh nhất, vì khi kẻ địch tiến gần tới thành phố, nó lập tức hú vang, cung điện của ngài sẽ không bao giờ phải lo có kẻ đột nhập. Thưa ngài, con ngựa này không phải bình thường đâu ạ. Nó có phép thần tiên. Nếu có người nào đó cưỡi lên và ra lệnh thì nó sẽ đưa anh ta tới bất kỳ xứ sở nào mà anh ta muốn. Dạ, một con ngựa gỗ mun thần kỳ. Giá như phụ vương ban nó cho ta, ta ao ước rằng mình sẽ được cưỡi nó và đến mọi xứ sở xa xôi mà mình chưa từng được đặt chân đến. Nó sẽ đưa ta đến những chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Quá là những vật phẩm quý giá, chắc hẳn các nhà hiền triết đã mất rất nhiều công sức mới có được. Nào, các ngươi đã tỏ rõ tấm lòng cho ta thấy, giờ thì hãy nói các ngươi muốn gì, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi. Dạ, chúng thần chỉ xin đức vua gả công chúa cho. Thần nghe danh công chúa của người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như một đóa hoa mới nở. Đúng vậy, thần cũng đã được nghe tới vẻ đẹp mỹ miều và đức hạnh của công chúa. Thần kính mong đức vua xem xét. Các người đều là những nhà hiền triết, học rộng tài cao nhất vương quốc. Nếu các người chịu ở lại đây giúp ta trị vì vương quốc, ta sẽ đáp ứng điều kiện này. Còn ngươi, ngươi muốn ta thưởng cái gì? Thần cũng có mong muốn được đức vua ban lòng tốt như hai vị kia. Ồ, thật là tiếc, nhưng ta chỉ có hai vị công chúa, ta không thể đáp ứng mong mỏi của ngươi. Thôi, hay là ngươi cần bao nhiêu vàng bạc, ta có thể ban cho ngươi. Đúng lúc ấy, hoàng tử leo lên con ngựa. Trong lúc không ai để ý, hoàng tử vuốt về con ngựa và chạm vào đám lông xám của nó trên lưng. Ngươi có thể đưa ta đến những vùng đất mới ư? Làm gì có thể xảy ra với con ngựa gỗ này chứ? Mình nghe nói vương quốc Sana có thành phố đẹp tuyệt trần, với những tường thành màu trắng, cây cối xanh tươi và dòng sông nước xanh biên biếc. Liệu nó có thể đưa mình đến đó không?
Ôi, con trai ta, mau bảo con ngựa chết tiệt kia hạ cánh xuống đây, nó sẽ làm cho hoàng tử bị thương mất. Thần không thể đuổi theo với tốc độ nhanh như gió của nó. Trong chớp mắt, nó có thể đưa người cưỡi trên lưng đi tới nơi cách xa cả nghìn dặm đường. Cứu con với, phụ vương, cứu con. Nhà hiền triết to gan, ngươi đã làm cho hoàng tử của ta bay mất. Người đâu, hãy đánh cho ông ta một trận cho tội thất kính này. Còn các ngươi mau đưa binh lính khắp vương quốc tìm bằng được hoàng tử về đây cho ta. Dạ, hoàng quá thưa đức vua, thần không cố ý gây ra chuyện này, đó là do hoàng tử đã nhảy lên ngựa thần đấy chứ ạ. À, hỗn sự, ngươi dám đổ tội cho hoàng tử ư? Nếu ngươi trông coi con ngựa cẩn thận thì đã chẳng xảy ra chuyện này rồi. Lôi hắn ra đánh thật đâu. Ôi, hoàng uổng quá đức vua, tại sao thần lại phải chịu sự trừng phạt cơ chứ? Cùng ngựa thần bay lên trời. Không lâu sau, hoàng tử đã nhanh chóng thanh thạo việc điều khiển ngựa mùn và nhận ra đây là một vật phẩm quý giá. Đây là xứ sở tuyệt đẹp nào vậy? Và nó là nơi nào trên thế gian này? Có phải xứ sở Sana trong truyền thuyết không? Mình sẽ ngủ đêm lại đây. Ngày mai mình sẽ trở về nhà và kể cho vua cha nghe về những gì đã xảy ra với mình, về những gì mình đã tận mắt nhìn thấy. Thật là kỳ diệu. Lạy Thánh A-la, nhà hiền triết đã tạo ra mi quả là một con ngựa tuyệt diệu trên thế gian này. Nếu Thánh A-la phù hộ cho ta trở về bình an vô sự, ta sẽ gọi nhà hiền triết ấy lại, ban thưởng cho ông ta những món quà quý giá nhất để xứng đáng với công lao của ông ta. Ôi, mình đói quá. Mình bay cũng cả một ngày trời rồi, vừa đói vừa mệt nên chẳng thể nào ngủ được. Trong cung điện này có lẽ không thiếu đồ ăn thức uống, mình thử vào trong đó xin chủ nhân một chút đồ ăn xem sao. Ngạc nhiên với vẻ đẹp sự trang hoàng lộng lẫy và vẻ nghiêm trang của cung điện, hoàng tử đi từ góc nọ sang góc kia để tìm đồ ăn, nhưng chàng không tìm thấy một thứ gì cả. Lạ quá, cung điện thì tráng lệ nhưng lại vắng lặng, không có lấy một bóng người nào hết cả. Tốt nhất là mình trở lại với con ngựa của mình, đợi đến sáng mình sẽ phi nó trở về nhà. Chà, lạ quá, vật gì phát sáng phía trước kia? Nhìn kỹ, chàng thấy đó là một toán thị kỳ, đi ở giữa là một thiếu nữ đẹp tựa trăng rằm. Tất cả đều là những khối thủy tinh trong suốt, không một ai cử động. Nàng thật là đẹp. Tiếc rằng nàng chỉ là một bức tượng thủy tinh. Giá như ta được một lần chiêm ngưỡng người con gái nào có vẻ đẹp như vậy. Nàng là ai? Đây là sự thật hay ta nằm mơ thế này? Thiếp là công chúa của vương quốc Sana. 100 năm trước, vương quốc trúng phải lời nguyền của phù thủy già sẽ đóng băng cho đến khi có một hoàng tử cưỡi ngựa gỗ mun đến đây sẽ phá vỡ được lời nguyền. Cảm ơn chàng đã làm cho phép thuật xấu xa kia tan biến. Nàng không cần phải cảm ơn ta. Thực ra ta cũng chỉ tình cờ vào đây để tìm chút đồ ăn, không ngờ lại cứu được nàng. Ta không hề có chút công lao nào trong chuyện này cả. Sự thật thà của chàng rất đáng yêu. Hãy chuẩn bị đồ ăn cho chàng. Cả hai trò chuyện như đã gặp nhau từ rất lâu. Dần dần, hoàng tử và công chúa đem lòng cảm mến lẫn nhau. Ta phải về báo tin cho phụ vương. Ta đã đi nhiều ngày, chắc chắn phụ vương rất lo lắng. Nàng có bằng lòng về ra mắt phụ vương và mẫu hậu, và chúng ta sẽ đường hoàng cưới nàng làm vợ? Thiếp đồng ý. Được ở bên chàng sống hạnh phúc cả cuộc đời này, thiếp chẳng còn ao ước gì hơn. Nào, ngựa gỗ mun thần diệu, cảm ơn ngươi đã đưa ta đi một chuyến phiêu lưu đầy thú vị. Giờ thì hãy đưa ta về vương quốc Siri ngay lập tức.
Nàng hãy chờ ta ở đây cho tới khi ta sai sứ giả tới gặp nàng. Còn ta sẽ tới gặp vua cha để chuẩn bị cho nàng một tòa cung điện thật xứng đáng và tổ chức một cuộc gặp mặt trọng thể để đón tiếp nàng đến vương quốc. Ta rất vui lòng, chàng cứ đi đi. Trời ơi, con đã đi đến những đâu? Con có biết rằng ta rất lo lắng cho con không? Ta đã lật tung cả vương quốc lên để tìm con mà không thấy. Ta còn tưởng rằng không bao giờ được gặp con nữa. Phụ vương, thật may mắn con đã đến xứ sở Sana. Con đã gặp một nàng công chúa và chúng con đem lòng cảm mến nhau. Con để nàng ở lại trong giường và về đây một mình để báo cho cha biết mà chuẩn bị đón tiếp nàng thật long trọng. Con xin vua cha hãy giới thiệu cho công chúa biết sự hùng mạnh của mình, của quân đội bách chiến bách thắng và vô số gia nhân. Nào, con hãy dẫn cha ra đó để gặp con dâu tương lai của mình. Ta rất vui mừng được nghe điều đó. Chắc hẳn con đã chọn được người con gái hoàn hảo nhất rồi. Con đã dặn nàng đứng ở đây mà. Thật kỳ lạ, không biết công chúa đi đâu rồi. Chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi thưa vua cha. Cô ấy mới tới đây lần đầu, còn lạ nước lạ cái, không thể tự ý đi đâu được. Các ngươi hãy tỏa ra tìm công chúa về cho ta. Dạ, chúng thần sẽ tìm công chúa về ngay. Dạ, chúng thần đã tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng công chúa, cũng không thấy một dấu tích lẫn trốn nào. Công chúa có thể đi đâu được? Nàng không hề quen thuộc với nơi đây. Con ngựa gỗ mun của ta cũng không thấy. Lẽ nào nàng đã cưỡi lên con ngựa và trở về vương quốc ư? Không đúng, nàng không hề biết cách sử dụng ngựa. Nắm được bí mật điều khiển con ngựa này chỉ có ta và lão Hiền Triết. Lão Hiền Triết ư? Chả lẽ vì chuyện trước kia ta đã... Nhà Hiền Triết to gan, ngươi đã làm cho hoàng tử của ta bày mất. Ngươi đâu, hãy đánh cho ông ta một trận cho tội thất chính này. Còn các ngươi mau đưa binh lính khắp vương quốc tìm bằng được hoàng tử về đây cho ta. Dạ, hoàng quá thưa đức vua, thần không cố ý gây ra chuyện này. Đó là do hoàng tử đã nhảy lên ngựa thần đấy chứ ạ. Hỗn sự, ngươi dám đổ tội cho hoàng tử ư? Nếu ngươi trông coi con ngựa cẩn thận thì đã chẳng xảy ra chuyện này rồi. Lôi hắn ra đánh thật đâu. Ôi, hoàng ổn quá đức vua, tại sao thần lại phải chịu sự trừng phạt cơ chứ? Không lẽ lão đã trả thù vì không những không được thưởng mà còn bị vua cha trừng phạt sao? Chắc chắn là hắn rồi. Mình phải tìm bằng được tung tích của hắn. Trước đây vài giờ, các ngươi có nhìn thấy ai ở trong vườn qua này không? Bất cứ kẻ nào ở gần đây đều rất tình nghi. Dạ, có một nhà hiền triết tìm lá thuốc ở xung quanh đây ạ. Nhưng lúc đó thần cũng không để ý nhiều vì ông ta thường xuyên lui tới đây. Thưa phụ vương, chắc chắn lão hiền triết đó đã ôm hận bị phụ vương trừng phạt nên đã chờ thời cơ để trả thù. Nhưng lúc con không để ý, hắn đã mang công chúa đi. Con phải đi tìm nàng ngay, kẻo nàng gặp nguy hiểm. Nàng đừng hòng trốn thoát. Bằng mọi giá nàng phải lấy ta làm chồng. Ta đã dâng hiến con ngựa có phép tiền quý giá nhất trần gian cho đức vua. Vậy mà ta không có được một cô công chúa nào ngoài một trận đòn đau đớn nhớ đời, chỉ vì hoàng tử ngu ngốc đó. Thật không công bằng, nàng có biết không? Đừng có nằm mơ, ta sẽ không bao giờ lấy mi. Rồi hoàng tử sẽ tìm ra ta. Có ai không? Cứu ta với, cứu với. Đó là điều không thể. Nàng hét nữa lên đi, xem hoàng tử của nàng có đến đây được không. Con ngựa gỗ mun của ta có thể đi xa tới ngàn dặm chỉ trong vài giờ đồng hồ, không ai có thể đuổi kịp tới đây. Trời ơi, vẻ đẹp của nàng làm trái tim ta xao xuyến. Ta chưa thấy cô gái nào có vẻ đẹp kiều diễm như nàng. Hai người đi đâu mà lạc vào đây? Có biết đây là khu rừng cấm của đức vua xứ Soyo không? Tôi từ xa tới. Đây là vợ tôi,
Do không biết rằng đây là khu rừng cấm nên tôi trót mạo phạm tới ngài. Chúng tôi không biết, thành thực xin lỗi ngài. Hai vợ chồng tôi sẽ đi ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi không phải vợ ông ta. Ông ta nói láo. Ông ta chỉ là một kẻ lừa đảo. Dám gian dối trước mặt nhà vua. Cô gái ấy không phải vợ ngươi thì chắc chắn ngươi đã bắt cóc cô ấy đi. Ngươi sẽ phải xử tội chết. Con nàng, hỡi người con gái xinh đẹp, nàng có chấp thuận làm vợ của ta? Đây là vinh quang không phải người con gái nào cũng có được đâu. Nàng sẽ trở thành hoàng hậu của vương quốc Sojo. Xin thứ lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi. Xin đức vua hãy thả tôi ra. Tôi còn phải trở về tìm chàng ấy. Không bao giờ. Một đức vua như ta muốn có gì, ta sẽ có điều đó bằng mọi cách. Ta muốn đám cưới của ta sẽ được cử hành ngay ngày mai. Nếu nàng còn từ chối, nàng sẽ phải chết. Nhà vua xứ Sojo ép buộc công chúa về cung trở thành vợ mình. Từ đó nàng sinh ra bệnh trầm uất, không nói không cười. Tin tức một nàng công chúa kiêu sa bước xuống từ ngựa thần nhưng không thể nở nụ cười bắt đầu lan nhanh và quy tụ nhiều thầy thuốc về chữa trị. Thưa đức vua đáng kính, thần tên là Hagia. Thần là một học giả. Thần còn làm nghề chạy chữa cho những người bệnh. Thần chu du khắp các chốn thị thành và làng quê hẻo lánh để hoàn thiện những kiến thức và tài nghệ của mình. Chưa có người bệnh nào không khỏi bệnh khi uống thuốc của thần. Hỡi thầy thuốc đáng kính trọng, người đến gặp ta thật đúng lúc. Chúng ta đang rất cần tài nghệ của ngươi. Nếu nhà ngươi chữa lành cho hoàng hậu của ta khỏi bệnh, ta sẽ ban thưởng cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn. Ta sẽ ban cho ngươi của cả và địa vị không kém một ai trong vương quốc. Thưa đức vua, dân chúng đã đồn rằng hoàng hậu hạ phàm trên lưng một con ngựa biết bay. Trước tiên thần cần phải xem xét con ngựa. Rất có thể căn bệnh của hoàng hậu liên quan tới con ngựa này, và cũng có thể đó là một loài yêu tinh giúp được thần chữa khỏi bệnh. Người cứ xem xét, bao giờ chán thì thôi. Bây giờ thần có thể tới gặp người bệnh và chẩn đoán cho người. Thần đã hỏi thánh Ala cách chữa bệnh và con ngựa này đích thị là thuốc tiên tốt nhất. Xin người cho phép để thần mang con ngựa này vào phòng công chúa. Được, hãy làm mọi cách để cứu hoàng hậu của ta. Đừng để lộ điều gì. Ta đã cải trang đến cứu nàng đây. Hãy nắm chặt lấy tay ta và trèo lên con ngựa gỗ mun. Chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã. Bắt lấy! Chúng là đồ lừa đảo. Ta sẽ cho người giết chết hết các ngươi. Trả hoàng hậu lại cho ta. Con ngựa gỗ mun đưa hoàng tử và công chúa trở về Siri và cử hành một hôn lễ long trọng nhất chưa từng thấy. Còn con ngựa gỗ mun thì được đặt bí mật vào trong căn hầm và không còn ai nhìn thấy nó nữa. Nó chỉ được kể lại như câu chuyện mà bạn đã được nghe. Đĩa ớt trên mâm cơm. Không nha, má đã nói rồi nha Minh, má nhất định không đồng ý. Lấy vợ xa rất nhiều cái bất tiện, hai đứa đừng có nói thêm gì nữa hết á. Bà ơi, sống ở thời đại nào rồi chứ, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên hả bà? Lại đến lượt của ông nữa. Tụi nó quê quán ở hai đầu đất nước, người Nam kẻ Bắc, lấy nhau rồi, mỗi lần đi lại thăm nom, lễ Tết, khổ sở vô cùng, mà ông vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi vào đồng ý làm sao? Má ơi, Nhi là con gái, khi bố mẹ cô ấy còn chưa quyết định vào đây, Nhi vẫn chấp nhận tất cả để lấy con. Cho dù gả chồng xa, chịu rất thiệt thòi. Hơn nữa, bố mẹ Nhi sắp tới cũng chuyển vào Nam sống rồi, tiện cả đôi đường. Sao đang quen sống ngoài Bắc mà bố mẹ cháu lại vào đây? Dạ, công việc tạo mẫu tóc và trang điểm của cháu đang khá ổn định ở trong này. Lại phải bay đi bay về thường xuyên, nên cháu đã thuyết phục bố mẹ sau khi nghỉ hưu thì vào đây sống gần con cái cho đỡ nhớ đó ạ. Đúng đấy bà, hai ông bà bên đó cũng là thoáng tính và thương con. Dù vậy thì văn hóa vùng miền cũng khó mà thay đổi và thích nghi được lắm. Mà bên ấy chuyển vào đây thì ngày lễ các con vẫn phải về quê quán chứ. Đi lại tàu xe, máy bay tốn kém và mệt mỏi lắm. Má nói là muốn tốt cho cả hai đứa thôi.
Tuổi trẻ nông nổi, còn chưa biết thế nào là phải trái trắng đen, không nghe lời của người lớn, chỉ có thiệt thân thôi. Kìa bà, sao lại nói vô tình thế? Thôi, bà nghĩ thoáng lên cho các con nó nhờ. Bà chẳng mong có con dâu lắm hay sao? Hơi, mong mỏi gì thì tôi cũng phải suy nghĩ kỹ cái đã. Giờ tôi chưa có đồng ý đâu. Thôi, ông vào uống tóc giúp tôi nhanh lên đi. Tôi đi ăn cưới kẻo muộn đó. Chuyện này gác lại sao vậy? Đừng có buồn. Bãi hay giả đò chảnh vậy thôi, chứ dễ mềm lòng lắm. Từ từ, bà sẽ thuyết phục má con. Em đừng buồn nha. Cho anh thêm thời gian để anh thuyết phục má. Má cứ hay thẳng tính vậy thôi, chứ trong lòng là thương mọi người lắm. Em biết, má cũng lo cho anh và nghĩ cho cả em nữa mà. Chúng mình cùng cố gắng nha em. Anh tin là má sẽ đồng ý sớm thôi. À, trời ơi là trời. Sao ông lại hậu đậu thế hả? Cháy hết tóc của tôi rồi nè. Thôi chết, có chuyện gì vậy? Nhờ ông có mỗi việc uống cái tóc mà ông cũng làm không xong nữa. Bây giờ tóc cháy xém thế này, làm sao mà tôi đi tiệc cưới được đây? Ông làm tóc cho tôi mà đầu óc ông có nghĩ linh tinh cái gì vậy hả? Thì tại bà không đồng ý chuyện của hai đứa nó, thành ra tôi phải nghĩ cách thuyết phục bà. Thế nên tôi mới mất tập trung đấy. Ông đừng có lý do lý trấu nữa. Trời đất ơi, làm thế nào bây giờ nè, trời ơi. Bác ơi, hay là bác để cho con giúp bác xử lý mái tóc này cho hả? Má ơi, má yên tâm giao cho Nhi đi. Còn dâu má là chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc mà. Con dâu nào? Vậy thì cháu giúp cho bác đi, gấp lắm rồi đó. Bác ơi, bác thấy kiểu tóc này như thế nào ạ? Má ơi, quá tuyệt luôn má ơi. Hôm nay má đi ăn cưới, chắc chắn các cô các bác sẽ ngước nhìn cho mà xem. Đúng là có bàn tay con dâu vào có khác. Từ nay bà có chuyên gia làm tóc và trang điểm miễn phí rồi nha. Nhà này tự nhiên mắc bệnh nịnh hót, nhưng mà bác cũng cảm thấy rất đẹp. Cảm ơn cháu nhiều nha Nhi. Không ngờ cháu khéo léo như vậy. Từ giờ bác cứ để cho cháu làm đẹp cho bác nha. Đấy bà xem, ông bà ngoại ấy còn chuyển vào đây để đi theo con gái. Vậy mà bà chỉ có mỗi lý do khoảng cách địa lý, lại cứ nhất định không chịu đồng ý, để cho các con phải buồn là sao? Thì tôi... Thôi, bà đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Đồng ý đi để cả nhà cùng vui. Thôi thì tùy ba con nhà ông vậy. Một thời gian sau. Má thấy trong người sao rồi má? Có còn mệt nhiều không ạ? À? Chỉ là hôm trước đón dâu bị say xe thôi mà. Má còn nghỉ ngơi một hai hôm là hết thôi con. Dạ, con đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Con mời má ăn cho lại sức ạ. À? Má ơi, má ăn có vừa miệng không ạ? À? Khó ăn quá. Má còn đang còn mệt, nhạt mồm nhạt miệng nên ăn không thấy ngon đâu. Một hai bữa nữa là má con ăn ngon ngay ấy mà. Dạ. Chắc là do khẩu vị của hai miền khác nhau. Anh ăn cũng thấy khó nuốt quá, cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Vậy lần sau em sẽ chú ý hơn. Trời ơi, bà chỉ cho tôi cách nào đó đi. Chứ tôi nấu ăn mà tệ như thế này, cả nhà chồng sẽ chán chết mất. Ừ thì đúng là tôi nấu ăn cũng không đến nỗi nào mà. Nhưng mà khẩu vị hai miền khác nhau lắm. Giờ tôi phải làm gì trước khi thích nghi được với cách nấu nướng ở trong này đây? À ha, có vậy mà tôi không nghĩ ra. Bà đúng là quân sư siêu hạng của tôi á. Được rồi, để tối nay tôi đặt thử xem mọi người ăn có ngon hay là không ha. Dạ, hôm nay cơm ngon hơn hẳn ha. Lần sau không được nấu thì bảo má nấu giùm cho, đừng có đi đặt ở ngoài ăn nữa. Ăn tốn kém mà lại không đảm bảo vệ sinh. Dạ, tại vì con nấu ăn chưa được ngon nên con muốn thay đổi một chút. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm.
Đồ ăn ở đây khác biệt nhất với đồ ăn ở ngoài, đó là cay và đậm đà hơn, cũng ngọt vị hơn nữa. Con chỉ cần nấu cay hơn, cho nhiều ớt lên một chút và nêm nếm cho đậm đà là tự khắc mọi người ăn sẽ thấy ngon hơn mà thôi. Dạ, có vậy mà con cũng chưa nghĩ ra. Con xin nghe lời của má, lần sau sẽ nấu cay hơn ạ. Em nè, em thấy mệt lắm phải không? Mới về nhà nên mọi thứ em còn chưa quen. Không sao đâu anh, một thời gian rồi mọi thứ sẽ ổn mà. Em vui vì hôm nay cả nhà ăn cơm đã ngon miệng hơn á. Nhưng hôm nay anh thấy em ăn có một xíu à, cay quá, em ăn không được phải không? Em vốn không ăn cay được mà. Nhưng mà em sẽ tập, sống ở đâu rồi cũng sẽ quen nếp ở đó thôi. Anh đừng có lo. Sao thế? Em đau bụng sao? Không hiểu sao em đau bụng quá. Bà má ơi, Nhi làm sao nè? Có chuyện gì thế? Chắc là tại con bị đau dạ dày nên ăn nhiều ớt vào có hơi đau thôi ạ. Có vậy thôi mà anh cũng gọi rõ lớn, làm cho bố mẹ giật mình. Chẳng lẽ từ bữa sau cả nhà phải ăn theo con, không ăn được ớt nữa à? Chỉ là chưa quen thì đau có một chút, có cần làm quá lên như vậy không? Kìa má, Nhi đâu có ý đó đâu. Có hay không thì tự nó biết, hở chút ra làm màu làm mè không có được đâu. Phụ nữ cũng phải biết hy sinh vì gia đình nhà chồng chứ. Có mỗi cái chuyện nấu nướng má phải nhắc nhở bao lâu mới khắc phục được. Giờ lại thế này thế nọ, hay là nó không vừa lòng với nếp ăn uống nhà này nên nó viện cớ. Thôi đi, từ ngày mai cứ để cho má nấu. Má sẽ nấu riêng cho vợ con một phần không có ớt cũng được. Thôi, bà về phòng ngủ đi. Hôm nay bà làm sao vậy? Cứ ăn nói huyên thuyên. Thôi chết, má bực bội vì em rồi kìa. Là tại anh á, có vậy mà cũng nói lớn lên à. Kìa, em bị đau mà. Nhỡ có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây. Thôi, từ mai tốt nhất em đừng có động vào ớt nữa, nguy hiểm lắm. Mẹ nói đúng mà, em ở đâu thì cũng phải theo đó. Mới đầu chưa quen nên cơ thể của em phản ứng như vậy thôi, không sao đâu anh. Trời ơi, có mỗi việc ăn uống mà rồi cũng thành cái chuyện mệt mỏi. Nè, làm gì mà ăn như là chết đói vậy hả con? Ở nhà chồng con ăn uống không được đầy đủ sao? Sao dạo này hay về đây ăn cơm vậy? Dạ không phải đâu mẹ ơi, chỉ là mẹ nấu ăn ngon quá thôi à. Đây là những món bố con nấu mà. Nếu muốn ăn đồ ăn nhà của mình thì đi làm về con tạt vào mà ăn. Nhưng mà đừng để ông bà bên ấy biết, chạnh lòng họ thì không có hay đâu. Có cơm chưa mẹ ơi, con đói quá. Hôm nay bố nấu hơi quá tay nên mặn lắm đó, không biết con có ăn được không. Trời ơi, bố ơi, mặn quá, con hết cả lưỡi lại rồi nè. Tay nghề của bố cô đấy, chẳng suốt ngày ca ngợi bố mãi đi. Món xào mà con với mẹ thích ăn nhất thì lại mặn quá. Nấu ăn thì cũng có bữa nọ bữa kia, bữa đậm bữa vừa chứ, chứ làm sao mà ngon mãi được. Đúng thế bà nhỉ, dù có mặn á thì ăn vẫn ngon bà ha. Mặn lại còn ngon, con gái của ông nó còn không nuốt nổi kia kìa. Nè Nhi, con cũng lấy một bát nước ra ăn như mẹ đi, ngon lắm đó. Dạ vâng. Mẹ không hề cảm thấy khó chịu khi đồ ăn không đúng với khẩu vị của mình, mà đã ăn rất ngon lành với một bát nước. Và dù bị chê khéo là đồ mặn, nhưng bố vẫn vui vẻ. Không khí gia đình mình vẫn nhẹ nhàng, đầm ấm. Hoàn cảnh của mình ở nhà chồng cũng không khác so với lúc này là mấy. Vậy mà mọi thứ đã rất căng thẳng trong suốt những ngày qua. Món ăn ngon là khi ta ăn trong tâm trạng vui vẻ và thoải mái nhất. Nước có thể giúp cho đồ ăn bớt mặn,
chắc hẳn cũng có thể giúp cho đồ ăn bớt cay. Ừ, em à, sao em nấu đồ ăn nhiều ớt thế? Cá kèo nướng muối ớt cũng cay nè. Sườn rán anh thấy cũng nhiều ớt quá. Em có nấu riêng món nào không có ớt cho mình không? Bệnh dạ dày của em còn chưa khỏi hẳn đâu. Không sao mà, em ăn chung với mọi người cũng được. Có mình em lại bày vẽ thêm món cho tốn kém, mất công ra nữa. Tốn kém cái gì? Em cứ cố ăn rồi lại đau dạ dày. Mấy hôm nay mặt mũi em còn nổi thêm bao nhiêu là mụn kia kìa. Trời ơi, đã nói là quen ăn thì sẽ không sao hết. Ừ, em đang làm gì vậy? Em nhúng đồ ăn vào bát nước cho bớt cay đó anh. Hôm nay có món canh chua cá lóc, em đã nấu vị ngọt đậm hơn xíu rồi đó. Cả nhà ăn thử xem có ngon không. Ôi trời ạ, đồ ăn đã nhúng vào cốc nước rồi, nhạt hết vị thì ăn còn ra gì nữa. Tội nghiệp con nhỏ. Dạ không sao đâu ạ, con ăn vẫn thấy ngon lắm. Thôi cả nhà mình ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết đó. Ngày mai để anh nấu cơm cho em nha. Thôi đi, cứ để cho má làm. Má à, chuyện cơm nước cứ để con lo cho. Còn chỗ nào con không phải thì mong má bỏ qua cho con nha. Không đâu, má nói rồi, cứ để cho má nấu cho. Ố, sao đồ ăn hôm nay lại không có chút ớt nào vậy ạ? Đơn giản là vì em không ăn được ớt mà. Nhưng vậy còn mọi người thì sao? Đây nè con dâu, ai thích ăn cay á thì đã có ớt tươi và tương ớt rồi đây. Má con đã chu đáo chuẩn bị sẵn rồi. Dạ, con cảm ơn cả nhà đã vì con mà thay đổi một thói quen. Chính em đã vì cả nhà mà chấp nhận phần thiệt thòi đấy chứ. Má xin lỗi, những ngày qua má đã ích kỷ và nóng nảy, không để ý đến cảm xúc của con, khiến cho con phải chịu phần thiệt thòi. Con mới về làm dâu đã có những bữa cơm không được ngon miệng. Dạ không phải đâu má, con ăn rất ngon mà. Nếu như ăn ngon, con đã chẳng phải về nhà mẹ đẻ để ăn cơm rồi. Ơ, má, sao má lại biết? Má xin lỗi, má không có cố ý. Chỉ là má vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của con với ông bà thông gia thôi. Thằng Minh cũng nói cho má biết mà. Thôi được rồi, chuyện cũ bỏ qua. Từ hôm nay gia đình chúng ta sẽ phải thật vui vẻ, mỗi người vì nhau mà hy sinh, nhường nhịn một chút. Như thế thì bữa cơm nào cũng sẽ thật ngon thôi. Đúng ạ, chẳng có bữa cơm nào ngon bằng cơm gia đình hạnh phúc. Cả nhà mình ăn cơm thôi ạ. Vì tình yêu, cũng vì một gia đình hòa thuận, hai vợ chồng Nhi, một người giữ một đĩa ớt, một người giữ một cốc nước. Nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ được một tình yêu vĩnh cửu.